Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31 lời của lê muên các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người hỡi con ta sẽ nói gì hỡi con của thai ta ta phải nói chi hỡi con của sự khấn nguyện ta ta nên nói điều gì với con chớ phó sức lực con cho người đàn bà đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại hỡi lê muên chẳng xứng hiệp cho các vua chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu hay là cho các quan trưởng nói rằng vật uống say ở đâu e chúng uống quên luật pháp và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng hãy ban vật uống say cho người gần chết và rượu cho người có lòng bị cay đắng họ hãy uống và quên nỗi nghèo khổ mình chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa hãy mở miệng mình binh kẻ câm và duyên cớ của các người bị để bỏ khá mở miệng con xét đoán cách công bình và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về nàng thức dậy khi trời còn tối phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được nhờ hoa lợi của hai tay mình nàng trồng một vườn nho nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi ban đêm đèn nàng chẳng tắt nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm nàng làm lấy những chăn mền áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ nàng chế áo lót và bán nó cũng giao đai lưng cho con buôn nàng mặc lấy sức lực và oai phong và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười nàng mở miệng ra cách khôn ngoan phép tắt nhân từ ở nơi lưỡi nàng nàng có sắc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng. Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Chương 7 Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Cabenaum. Và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Juda xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà Ngài xin rằng, Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này. Vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, Thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng, Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, Vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Xong xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng Ta nói cùng các ngươi, dù trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh bữa sau đức chúa giêsu đi đến một thành gọi là Na-in. có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với ngài khi ngài đến gần cửa thành họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng đừng khóc đoạn ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiên dừng lại ngài bèn phán rằng hỡi người trẻ kia ta biểu ngươi chờ dậy người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói đức chúa giêsu giao người lại cho mẹ ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen đức chúa trời rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và đức chúa trời đã thăm viếng dân ngài tin này đồn ra khắp xứ Du Đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng, Giăng bắp tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng, hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta hai người của dân sai đến đã đi rồi. Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng: các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? phải. Ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng, Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, Trong những người bởi đàn bà sinh ra, Không có ai lớn hơn giăng bắp tít đâu. Nhưng, trong nước Đức Chúa Trời, Kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thấu thuế chịu dân làm phép bắp tim đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Xong người pha ri -si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép bắp tim nên chia bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa. Ta đã than vãn mà bay không khóc và dân bắp tít đã đến không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng, ấy đó là người ham ăn mê uống bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Có một người pha-ri-si mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người pha-ri-si thì ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giêsu đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu, khóc sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier, một người mắc năm chục. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, người đoán phải lắm. Đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân những người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi ngươi không hôn ta những người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài ngươi không sức dầu đầu ta những người lấy dầu thơm sức chân ta vậy nên ta nói cùng ngươi tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều song kẻ được tha ít thì yêu mến ít Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, Người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi cho bình an. Chương 41 Chẳng ai đủ gan dám trêu chọc nó. Vậy ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi? Ai ban cho ta trước đã mà ta phải trả lại cho. Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, về sức lực nó và sự tốt đẹp của hình trạng nó. Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? Ai sẽ mở cửa họng nó ra? Sự kinh khủng vây chung quanh răng nó. Nó có oai hùng vì cớ các hàng khiên của nó. Bằng thẳng dính khắn nhau như được niêm phong. Cái này đụng với cái khác, đến đổi gió chẳng lọt qua được. Cái này hàng lại với cái kia, dính với nhau không hề rời rã. Sự nhảy mũi nó dăng ánh sáng ra. Hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. Những ngọn lửa nhoáng từ miệng nó và các đám lửa phun ra. Từ lỗ mũi nó khói bay ra như của một nồi sôi có chụm sậy ở dưới. Hơi thở nó làm hừng cháy than, một ngọn lửa ra từ miệng nó. Trong cổ nó có mãnh lực và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. Các yếm thịt nó dính chặt nhau. Nó như đúc liền trên thân nó không hề chuyển động. Trái tim nó cứng như đá, cứng khác nào thớt cối dưới. Khi nó chỗi dậy, các kẻ anh hùng đều run sợ vì bắt kinh hải nên chạy trốn đi khi người ta lấy gươm đâm nó gươm chẳng hiểu chi Dẫu cho giáo cái độc hay là lao phóng cũng vậy nó coi sắt khác nào rơm cỏ và đồng như thể cây mục mũi tên không làm cho nó chạy trốn đá trành với nó khác nào cây rạ nó cũng xem gậy như rạ cười nhạo tiếng vo vo của cây giáo. Dưới bụng nó có những miễn nhọn. Nó dường như trương bừa trên đất buồn. Nó làm cho vực sâu sôi như một cái nồi, khiến biển trở thành như hũ dầu sức, và bỏ lại sau nó đường cài đi sáng sủa. Người ta có lẽ tưởng rằng vực sâu là tóc bạc. Tại thế thượng, chẳng có vật chi giống như nó. Nó được dựng nên để không sợ gì hết. Nó nhìn xem các vật cao lớn. Nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo. Chương 42 Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Sải sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Elipha người thê man mà rằng Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi vì ta sẽ nhậm lời người kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng như gióp kẻ tôi tớ ta đã nói vậy elipha người thê mang binh đác người sua sofa người naama bèn đi và làm theo điều đức giê-hô-va đã phán dặn mình rồi đức giê-hô-va nhậm lời của gióp vậy khi gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước. Hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Mỗi người để cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là giê ma con thứ nhì là kê và con thứ ba là kê ren ha -búc. Trong toàn xứ, chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Gióp cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Sau việc ấy, Job còn sống 140 năm, người thấy các con trai cháu chít mình đến đời thứ tư, rồi Job qua đời, tuổi cao, tác lớn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con, thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Quýt. Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo Chúa yêu bạn rất nhiều